gì ha? Mua hết luôn là bao nhiêu vậy Phương? Dạ cái máy với lại mấy cái này luôn á là hết là 3 triệu. Máy này mạnh nha, để anh giật hình thử nha. Dạ. Trời ơi, nó mạnh vậy các bạn. Chờ mấy đứa tới là mình thả cái thuyền nha. Dạ. Rồi đi đắng. Mấy đứa nó tới kìa Phương ơi. Rồi mấy anh chị vô đây nè. Nay làm gì Phương? Dạ hôm nay hạ thủy. À hôm nay cái xe này qua bên đây nè. Để lên cái xe này nè. Mình cho mình với mấy anh chị sẽ khi qua xe nha. Mình sẽ cuộn chặt vô nhau. Mấy công đang kéo nó xuất ra nữa. Đó. Một mắt là được rồi. Rồi, chắc rồi đó. Làm xong chưa đại? Dạ, xong rồi mẹ ơi. Nhanh đi nha. Ừ. Mình chuẩn bị hạ thủy xong rồi có một chiếc tham quan các bạn ơi. Quá hấp dẫn luôn. Xong rồi đó. Rồi, giờ mấy anh chị em mình di chuyển xuống sông thôi. Rồi, đi nè. Từ từ thôi, Thanh ơi, từ từ thôi. Từ từ thôi nha. Rồi thôi. Rồi. Lỡ thôi nha. Ừ. Công sức không đó. Đây đây. Rồi. Của đâu Phương? Nhận tới bến rồi kìa bay ơi. Trời ơi, giờ hả thủy không đi chứ xíu nó kẹt rồi khó lắm. Ừ. Xin lại mày nè. Rồi xuống nè, nó không biết nổi đâu, nổi các bạn ơi, mình lên thử cho các bạn coi nè, nhớ cho mình nha, đó quá chị đã luôn. Chào bạn, xin lỗi mình là Tiểu Phương Tony TV, thuyền của mình đã hạ thủy rồi nha, đồ ăn thức uống mình đã chuẩn bị xong rồi, bây giờ mình sẽ đi xuống thuyền để đi tham quan con sông quê hương của bọn mình nha. Đi thôi, xuống, bỏ dây trên đây đi anh, dàn đồ xuống này mấy anh ơi, rồi đưa đây, chưa chờ. Để ta xuống trước cho, chuyền đồ đi mấy bé ơi. Đây, đi đây. Đi đây. Đi đây. Chuyền xuống đi, mình xuống dưới mình chế biến rồi mình ăn nữa. Đây. Quá trời đậu rồi. Nè anh ơi. Xài nữa chứ. Xài ở gì nhiều lắm. Đeo Phương nè. Ở dưới thuyền là có giường trang bị nha, để che nắng che mưa. Thuyền mà xuất phát á, là mấy anh chị với mình á, sẽ mặc áo phao vào để bảo hộ nha các bạn. Còn phụ trách lái thuyền á, là cha của mình. Rồi mình sẽ mặc áo phao vào nha. Xong rồi giờ chờ cha mình xuống mình xuất phát thôi. Rồi cha mình đang chuẩn bị chạy nha các bạn. Bắt
đang đi trên sông thấy cây xài quá trời trái luôn. Xài gì trái hết hồn luôn trời. Đúng xài rồi nha các bạn. Hình như xài này bé một trái ăn đi phớ. Đúng rồi đó mày. Cái này xác các chu đại ơi. Dạ. Thấy không? Vô bẻ đi phớ. Thấy không? Xài cái đống luôn. Này cây xài gãy nha. Mình phải tấp vô ha. Đang quần đại. Để mình xuống bẻ nha các bạn. Cẩn thận nha anh đại. Biết rồi. Hai trái dữ rồi. Trái nào cũng đi. Coi trái nào dài dài hái trái hay trái hay con. Trái nào. Rồi trái đó cuối rồi. Để chè lên trên đại. Kệ trái bên trong nó sạch bông rồi. Để tao xuống tiếp mày cha. Đúng rồi đúng rồi đúng rồi. Bên phía tay trái của mày á. Rồi bẻ rồi đại. Được một trái rồi. Rồi thôi bẻ trái rồi đại ơi. Trái được rồi đại ơi. Theo ăn mà. Một trái đủ ăn rồi. Xài sống. Trái đủ ăn rồi. Mình ăn xài chín mà chị Thảo đâu có xài xài sống đâu. Rồi, đi tiếp rồi. Mình sắp ra ngoài sông lớn rồi nha. Sẽ chiên cá luôn nha các bạn. Để nó đi Ngọc ơi. Chở đi vô hành. Thôi. Trời đang lạnh lạnh mà ăn đồ nóng nó sảy luôn á. Đúng không? Nó sảy quá. Mấy anh chở liều lên nha, coi chừng khét đó. Anh bây giờ. Còn nửa hôm đi anh chở tiếp cho. Có rồi Phương ơi. Vô hành đi anh chiên đi. Để anh chiên cho. Do mình đậu ở cửa sông cho nên gió rất là nhiều luôn, rất là ồn cho nên mong các bạn thông cảm nha. Chín gấp gai đại ơi. Sắp chín rồi nè. Đó. Sao từ thưởng thức rồi. Thưởng thức chín thiệt luôn. Ở đây quá mát đi Thành. Lần đầu tiên mình ra trước cửa sông Tiền để ăn xúc xích với cái gì nha bạn. Quá mát luôn bạn ơi. Cái này là, vậy là quá sung sướng rồi. Đây chính là xúc xích lúc tay nha bạn nha. Để vô luôn nha anh đại ơi. Anh ơi nha, đây tôi để xúc xích vô. Phía sau thuyền của mình là có những cái thuyền câu lưới nha các bạn. Đây rất là nhiều luôn. Mấy anh ơi, đổ ra chảo đi cho nó gọn, ăn cho nó ngon. Từ từ con ơi. Rồi cảm ơn. Đổ dầu ra mới được. Các bạn hết đi rồi đổ dầu ra. Đổ dầu ra nữa. Chuẩn bị thưởng thức rồi đó. Quyên
màu dễ luôn nha bạn. Các bạn nhìn nè, nó hấp dẫn. Wow. 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 Quá vậy, hấp dẫn nhiều quá luôn rồi. Ăn đi Phương. Ăn luôn quá. Mời dạ. Bạn nha. Mời bạn ăn xúc xích của mình nha. Nè, mời các bạn cùng ăn cái nha. Mời các bạn nha. Rồi, mình sẽ chấm vô nè. Chấm phần ớt. Chấm rồi. Ăn. Quá ngon luôn. Mình đi tham quan cũng ăn nữa nha các bạn. Mời các bạn ăn xúc xích nha. Quá ngon luôn. Của mình nữa nha. Quá chụp lê rồi. Nói ngon, đơn giản mà ngon quá trời luôn. Ngon không đại? Ngon. Quá đã luôn, con ớt cay cay. Còn ăn mà còn ngắm cảnh nữa chứ. Rồi, gió rồi mát quá. Gió hiu hiu. Quá đã luôn các bạn. Không có nắng gì luôn. Chưa ăn mà được vừa ngắm cảnh đẹp, nhìn ra ngoài sông đẹp quá mọi người ơi. Tại vì nóng cỡ nào để ngồi là gió hỏi cười luôn. Ăn thì đúng lắm luôn. Đồ ăn vừa ngon mà còn có phong cảnh đẹp nữa. Nếu bọn mình có thời gian á, bọn mình sẽ làm clip sinh tồn trên thuyền nha. Các bạn nhớ vô ủng hộ Tiểu Phương nha. Bạn nhớ đón xem nha. Ăn ngon quá thì thôi. Ở dưới xài nha. Đi du ngoại mà như vậy là quá đã rồi. Thôi khát nước quá à, đem gót nước rồi uống cái. Ừ. Nha anh uống nước hàm đem gót cho. Gót cho anh ly luôn Phương ơi. Gót cho dạ. Anh luôn Phương ơi. Dạ để từ từ. Ừ. Nè anh Ngọc. Uống trước cho. Thôi cho Dương Thành uống trước đi. Từ từ. Đã khát không anh? Đã khát không? Chị Hảo uống nước không? Để cho mấy đứa con trai uống trước rồi chị uống sau cũng được mà. Ừ, đã khát. Uống ngọt kìa. Chưa. Nè anh Ngọc. Đây uống lên coi. Đây uống đi, uống đi. Uống nước lọc nhẹ khát. Các bạn ơi, lần đầu tiên mình được ra cửa sông vừa đẹp mà vừa vui nữa. Vừa được ăn mà vừa được ngắm cảnh nữa. Thôi chị cũng chịu Hương ơi, thôi mình kết thúc video đi. Rồi, nếu các bạn thích video du ngoạn trên thuyền này của mình, hãy cho đăng ký một like và chuông để nhận được video sớm nhất từ Tiểu Phương Tony TV nha. Hẹn các bạn video sau. Bye bye, bye. Nhớ cho một like nha các bạn. Mấy anh chị ơi, chuẩn bị nhổ neo lui thuyền rồi đi về thôi. Ừ. Chuẩn bị thôi. Bây giờ háo dây đi về nha các bạn. Thuyền ơi, chừng nữa tao sẽ du ngoại với mày nữa. Rồi.